Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục cơ quan dân cử và cử tri của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị, cán bộ, công chức cấp xã nói chung, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nói riêng có vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, trực tiếp tuyên truyền, phổ biến, vận động và tổ chức nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Việc đảm bảo các chế độ, chính sách phù hợp, kịp thời cho cán bộ không chuyên trách cấp xã sẽ tạo động lực để các cán bộ không chuyên trách cấp xã yên tâm gắn bó với nhiệm vụ, nỗ lực cống hiến. Theo Nghị định số 121 ngày 21 tháng 10 năm 2003, quy định rõ cán bộ không chuyên trách được hưởng phụ cấp hàng tháng, còn cán bộ chuyên trách được hưởng lương hàng tháng theo chức vụ hoặc theo bằng cấp chuyên môn, được đảm bảo nghĩa vụ và quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đến nay, sau hơn 10 năm thực hiện, Nghị định số 92 ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ đã thay đổi thuật ngữ cán bộ không chuyên trách thành những người hoạt động không chuyên trách để phù hợp với Luật Cán bộ Công chức năm 2008. Chính phủ quy định số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ 19 đến tối đa 22 người tùy theo phân loại xã. Thời điểm này, họ không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Sau đó được quy định là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Tuy nhiên, từ khi gọi là cán bộ nửa chuyên trách đến cán bộ không chuyên trách và hiện nay là những người hoạt động không chuyên trách, Chính phủ chỉ giao chính quyền địa phương quyết định chức danh, số lượng, mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Chưa quy định và cũng không giao cụ thể cho địa phương quy định về việc tuyển chọn, quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Thực hiện quy định của Chính phủ, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Các quy định được điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng ngân sách của địa phương. Trong giai đoạn 2021-2022, tổng kinh phí bố trí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, xóm, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia công việc ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh là 194,8 tỷ đồng. Đến nay, số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường, thị trấn, ở xóm, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia công việc ở xóm tổ dân phố trên địa bàn tỉnh là 9.105 người. Kết quả rà soát số lượng dôi dư sau khi bố trí, sắp xếp, thực hiện hỗ trợ 17.397 người, tổng kinh phí là 56,9 tỷ đồng. Số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã giảm còn 1.085 người, số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xóm tổ dân phố và các chức danh có mặt giảm còn 8.020 người. Để triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết số 30 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành 2 văn bản, Sở Nội vụ ban hành 1 văn bản hướng dẫn. Việc giải quyết chế độ, chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, dôi dư do sắp nhập và sắp nhập đơn vị hành chính cấp xã, sắp xếp, sắp nhập xóm, tổ dân phố. Kết quả từ năm 2020 đến năm 2021 đã giải quyết chế độ trợ cấp cho 291 người với tổng số kinh phí hỗ trợ 6,6 tỷ đồng. Năm 2021, số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, xóm và người tham gia trực tiếp công việc của xóm, tổ dân phố được đánh giá xếp loại từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 99,79%. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 33 ý kiến, kiến nghị, phản ánh liên quan đến những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở xóm, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia công việc ở xóm, tổ dân phố. Như vậy, tỉnh đã xây dựng và hoàn thiện đầy đủ văn bản để thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, giúp các cơ quan quản lý nhà nước quản lý một cách toàn diện đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, từ điều kiện, tiêu chuẩn đến quản lý sử dụng, phân loại, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật và chế độ chính sách. Thực tế hiện nay, với khối lượng công việc lớn, mức độ đa dạng, phức tạp trong giải quyết công việc ở cấp xã, nếu chỉ căn cứ vào phân loại đơn vị hành chính cấp xã là chưa phù hợp, vì cùng một loại đơn vị hành chính cấp xã, nhưng diện tích tự nhiên, dân số và khối lượng công việc không tương đồng nhau, trong khi quy định về số lượng biên chế cán bộ, công chức lại bằng nhau.
từ khi kiêm thêm chức danh là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã ấy, thì công việc nhiều lên, công tác vận động chị em vào hội cũng rất là khó khăn. Và tâm lý chị em là vào hội là không được vững vàng ấy, nhiều khi là vào rồi lại ra, cho nên là đấy là công tác vận động chị em vào hội rất là khó ạ. Phụ cấp của tôi thì từ khi kiêm nhiệm thì cũng nói chung thực ra là rất là ít, tại vì là chức danh không kiêm là chỉ được 0,8 thôi, mà chức danh kiêm nhiệm thì chỉ được là 60% của 0,8, như vậy là chỉ được hơn 1,6 triệu mỗi tháng. Mong muốn của tôi là có thể các ban ngành có thẩm quyền có thể quan tâm tới chức danh của các chức danh của cán bộ không chuyên trách, và mong là các ban ngành sẽ tăng mức phụ cấp cho tất cả các cán bộ không chuyên trách ở xã và xóm ạ. Mặc dù có một số chức danh công chức cấp xã được bố trí nhiều hơn một người, nhưng thực tế số lượng cán bộ được bố trí vẫn cao hơn số lượng công chức trong tổng số biên chế được giao theo phân loại đơn vị hành chính. Nhiều địa phương kiến nghị sửa đổi quy định này cho phù hợp, đảm bảo số lượng công chức cấp xã theo quy định, ít nhất bằng với số lượng cán bộ cấp xã. Hiện cũng chưa có hướng dẫn rõ về chế độ được hưởng khi thôi việc đối với đối tượng là cán bộ cấp xã và chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động. Các nghị định hiện hành chưa quy định cụ thể về việc bầu, tuyển dụng, chế độ làm việc, khen thưởng, kỷ luật, quản lý, đánh giá đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cấp thôn, tổ dân phố, dẫn đến khó khăn cho các đối tượng trong quá trình thực hiện. Đến sau thời gian sắp nhập thì có khuyến nông, khuyến lâm lại thú y kiêm, do vậy là cắt đi một chức, và các chức danh là sau khi sắp nhập xong thì công việc cũng rất là nhiều. Do vậy là để đảm bảo cho các đồng chí không chuyên trách đi làm việc đủ cái thời gian theo cái tiến độ của nhà nước và để làm việc cho nó đúng đủ ý, thì cái đồng phụ cấp nó rất là ít ỏi, không đảm bảo cho những người đang thực hiện cái công tác không chuyên trách, mà kể cả cấp xóm thì sau khi các xóm được sáp nhập, ví dụ một xóm thôi, như đợt trước là trong cái thời điểm chưa sáp nhập là có trong cả ban mặt trận là có từ 10 đến 11 người. Do vậy sáp nhập, sau khi sáp nhập các chức danh xong thì còn mỗi xóm từ 5 đến 6 người. Xong sau khi sáp nhập xong lại đến dồn các xóm vào, như xóm Mật Sắt và xóm Bác Bó, thì ba xóm dồn lại thì chỉ có 6 người. Do vậy là cái địa bàn rất là rộng, vì như xóm Mật Sắt là 7 km, xóm Bác Bó là 6 km dài, thì do vậy là những người đang thực hiện những công việc không chuyên trách, không đảm bảo cái phụ cấp để người ta đi làm việc. Do vậy là nhiều xóm là các đồng chí công an viên, y tế thôn bản, và bây giờ là hiện nay trên địa bàn xã thì cũng đang xin nghỉ rất là nhiều, và để tìm được con người làm việc ý, cũng rất là khó khăn. Nhưng mà những người rất là nhiệt huyết rồi, nhưng mà người ta không thể đảm bảo cái số tiền cho đáp ứng cho gia đình, do vậy là cũng không biết nói gì hơn. Thì cũng rất là mong các cái ý kiến kiến nghị, như vừa rồi cũng tiếp xúc đại biểu quốc hội tại xã, thì qua các ý kiến thì cũng xã cũng có ý kiến là để đề nghị tăng phụ cấp cho các đồng chí tham gia không chuyên trách của xã và của xóm. Một chế độ chính sách phù hợp để người hoạt động không chuyên trách và những người trực tiếp tham gia công việc của xóm, tổ dân phố an tâm công tác và tiếp tục cống hiến là điều cần thiết. Vừa qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân đã tổ chức đoàn giám sát kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 34 của Chính phủ và Nghị quyết số 30 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường, thị trấn và xóm, tổ dân phố. Mức bồi dưỡng số lượng người trực tiếp tham gia công việc của xóm, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh. Trực tiếp đến cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các cán bộ xóm vùng cao, cũng như những khó khăn, vướng mắc của chính quyền cấp cơ sở. Đoàn giám sát đã tổng hợp thông tin, tư liệu thực tế, làm căn cứ tham mưu trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh cuối năm 2022 để điều chỉnh mức phụ cấp cho phù hợp.
Đến đây, chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục lần sau.